วัสดีครับสักกะลักกอกสักกะลักเจสักกะลักกระเจกระต๋องกระแตะแล้วจะหลังเขาไม่ท้ออยู่ครับวันนี้ไม่หลังสวัสดีครับพอละให้เราสัญญากันอย่างแล้วไว้จะหลายยี่กันตัวมันบันไดยาฟูเบอร์ไว้ก็ยิ่งตายยิ่งหันหันแดดมากแทบยังลาแมวhiện tại thì bọn mình đang ở khu vực quận Bình Thạnh rất là gần nhà của bọn mình. Thì hiện tại dạo thời gian gần đây bọn mình đi ngang ở đây thấy có một nơi đang bán những món đồ ăn Thái rất là đông khách vào lúc chiều tối. Thì tụi mình nên tranh thủ qua để hy vọng là tụi mình sẽ là những người đầu tiên để mà tung cái clip này lên cho cả nhà xem. Đây, địa chỉ là 95 Quỳnh Đình 2, quận Bình Thạnh. Quán Khua Thái Khắc Thái. Các món ăn nổi tiếng Thái Lan luôn. Để đi đường này rất là dễ, đối diện chợ Bà Triệu các bạn quẹo lên Lê Quang Định, vừa gặp ngay đường Quỳnh Đình 2 các bạn quẹo phải vô cái đi khoảng chừng 10-15 mét là các bạn sẽ thấy quán nằm ngay ở bên tay phải liền thôi. Rồi bây giờ thì trước khi mà vào trong để tìm hiểu, cả nhà nhớ like, share cũng như là ấn nhìn nút subscribe để ủng hộ VN Food Travel tụi mình phát triển hơn nữa nha. Nhớ nhấn cái chuông. Còn bây giờ thì sao lọt sẽ tặng vật mời vào. Hiện tại thì mình thấy ở đây có cái loại nướng, có món cơm lam nè, với cái món thịt, hình như đây là món thịt khá nổi tiếng của Thái Lan. Thời kỳ mình có đi Thái Lan mình ăn cái thịt, rất thích cái thịt như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ vô trong tìm hiểu rất là nhiều món. Đây là gỏi, trên menu ở trên bảng là có sơm tham, gỏi sầu huyết, một viên thái là cái thịt này nè, cơm chiên dương châu, cơm dung và bánh bò thốt nốt nữa. Wow. Dạ anh chào hai cô. Họ không biết tiếng Việt hả? Cái cô mặc áo đen là cô người Thái. Thái làm luôn. Còn cô này là người Việt. Đồ quý không có nghe. Cô chào mọi người tiếng Thái nghe nè. Hãy giờ. Rất là dễ thương. Cô tên gì à? Cô tên gì? Tia. Tia. Cô tên Tia. Hello Tia. Còn cô tên gì? Cô Loan. Ờ, con thấy bình, mấy bữa giờ con đi qua đây thấy rất là đông luôn. Quán mình là mở, tính là mình mở mấy ngày rồi cô? Chắc trên 20 ngày. Dạ, mới mở 20 ngày mà đông lắm luôn á. Giờ cao điểm là khoảng 6 giờ trở lên. 6 giờ là bắt đầu đông. Mấy giờ mình mở á? 2 giờ. Cách tay ra thì gần 6 giờ. 2 giờ là bán rồi nha cả nhà. À, ở đây có bán, nãy giờ có nhiều người mua mang về lắm. Rất là nhiều món. Ở đây mình chiên thôi, giờ bán tất cả đồ Thái Lan luôn hả cô? Tay của hai người Thái, người Thái và... Dạ, 21 tay. 22 tay là sẽ đầy đủ. Em tại chỗ em mang về á. Đây là cái menu. Em mang về. Em ăn đủ nhiều không? Wow, rất là nhiều món, đa phần là gỏi. Và ở dưới đây sẽ là thịt súp. Có món bún Thái, phết Thái là... Phết Thái là cái gì ta? Phạt Thái nó giống con bún sợ luôn em. À, phạt Thái, phạt Thái. Rồi, giờ... Chỗ mang sẽ ngon lắm. Cả tuần mình bán luôn hả cô Loan? Chắc là tháng nghỉ ngày. Tháng nghỉ ngày. Tháng nghỉ ngày, định nghỉ ngày nào? Nghỉ ngày thứ hai đầu tuần. Dạ, mỗi tháng sẽ coi như là dự định là nghỉ ngày thứ hai đầu tuần nha cả nhà. Bây giờ chắc giờ nhờ cô giới thiệu là món gì mình bán best seller đây nè cô. À, bán đắt. Cô bán cũng được, chứ là gỏi. Còn là món nào cô bán cũng được hết. Con ăn thôi, gỏi sống đu đủ ba khía không được rồi đó. Chắc là lấy con một phần gỏi tôm sống. Tôm sống ăn được. Thái sơ đi kìa. Thái sơ đi. Chưa tôm sống. Dạ, cây dừa. Với lại cái một phần cơm lam. Cơm lam với thịt một viên. Một viên. Cái nồi kia chắc là nồi bún Thái. Rất là nhiều món. Cây dừa. Có món tráng miệng nữa nè. Thốt nốt tươi, thốt nốt Thái. Thốt nốt Thái nó khác gì với thốt nốt tươi vậy cô Loan? Cái thốt nốt Thái đây là cô nhập nguyên liệu. Đây là gà đá, còn cái
Dạ. 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 Cái thốn nốt thái là không cần đường. Đó, đó là dĩ gỏi của mình đó. Tôm đó là tôm tôm tái tái. Tôm bự ghê. Hồi sớm là mình dầm trước rồi đúng không con? Cái gì không? Dạ. Phòng dĩ gỏi của mình. Dạ. Để giùm em mặn. Còn ăn gì nữa không? Mới kêu hai phần nữa. Cơm lam. À cơm lam đang nướng rồi. À, cơm lam này lấy từ nếp đúng không anh? Dạ. Cái này từ nếp đúng không anh? Cái thịt này mình có phải sử dụng thịt của Thái Lan không? Thái Lan luôn. Thái Lan. Của Thái Lan hết luôn. Nhập về đúng không? Nhập về. Mỗi một lần lấy hàng lấy số lượng rất là lớn rồi, rất là lâu. Dạ. Lâu. Cái que cũng giống giống. Ok, bây giờ là mình đã trước mặt cả nhà đó là món cơm lam và cái bột pin thái là cái thịt nướng của bên Thái Lan. Và đây là dĩa miếng thái trộn hải sản và gỏi. Nãy mình lấy là gỏi tôm mà không sống cũng không chín gì vừa. Rồi, đây là cái menu. Thì nãy mình có hỏi thì đây là menu mới. Menu mới vào ngày 22 sắp tới thì cô sẽ tuyển thêm hai người đầu bếp Thái nữa để làm những cái món đặc trưng, một món nổi tiếng của Thái Lan như là xúc xích tột kiêu nè, bánh để mình nói theo kiểu tiếng Thái là bánh khà nấm bò. Bánh khà nấm bò. Không biết đâu đúng. Đó là những cái bánh nổi tiếng của Thái Lan. Rồi. Thì giá một phần ở đây chỉ có cái miếng thì miếng thái trộn hải sản là 60.000. Phần gỏi mình gọi là 50.000. Nhưng mà rất là mượn nha cả nhà. Rất là to luôn á. Bây giờ là đây ra cái dừa thốn nốt thái, mình thử cái này trước. Rất là thơm mà nó ngọt. Cái vị ngọt của nó giống như cái vị mà bánh bò á. À, nó có cái vị giống vậy đó. Đây, thốn nốt thái nè. Nó khác ha, cái hình tam giác. Nó sẽ mềm hơn. Nó không có giòn mà dai dai như của cái thốn nốt mình. Nó mềm hơn. Ăn nào trước giờ? Ăn này đi. Cô nói là cái này nóng. Đây là miếng trộn hải sản. Rồi, nhìn nó hấp dẫn ha cả nhà. Có chanh nè, mày ăn chanh lát hay là chừa chanh cho mày. Đó, nhìn cái màu rất là đỏ chói ha. Chắc là các bạn đang nghĩ chắc là sẽ cay lắm đúng không? Bây giờ mình thử coi. Nghĩ chắc là không cay đâu. Người Thái người ta ăn người Thái ăn cay lắm á. À, sợi miếng rồi trời ơi. Nó xen kẽ với những cái ớt kìa. Hấp này hấp. Nhìn hấp dẫn ha. Ngon. Có vẻ là cay cay rồi đó. Nhưng mà chưa, mình chỉ cảm giác là cay the thôi. Cái sợi miếng này nó rất là nhuyễn. Mà cá nó là dễ đứt, nó không có bị dai, khó. Tâm chung bữa nay không nha. Các bạn nói trộn mình nữa. Tại vì á, các bạn thấy một lát chanh này không? Chắc chanh nó chua chua. À, trộn lên cho nó đều hơn nữa nha. Vị của nó sẽ là chua chua ngọt ngọt. Mà thấy hai cái chanh thì bạn nào, thí dụ mà các bạn có thích chua á, thì các bạn nói cô nặng thêm nhiều, mà không thì để ít thôi. Để cho nó vừa vị, còn thôi để cô cứ làm theo nhiều khi nó ra cái chuẩn vị Thái. Nha, cay the. Đây là bà tuột. Rồi, rồi, rồi. Cái bọc nó làm cảm luôn rồi, để hỏi lên bà tính ra. Ừ. Tối, tối, tối.
nãy giờ mà đang hỏi dĩa này là 60 ngàn nha cả nhà. Nhưng mà cả nhà có thể thấy thì những mạch tuồng rất là bự. Dĩa này 2 người ăn được á. Nếu mà để mà gọi ăn giặt thì mình nghĩ là 3 người ăn được. Có nghêu nữa nè. Nghêu, 2 con nghêu. Tôm. À bạch tuộc rất là chắc, rất là tươi nha. Vị cay cay the the rất là đã, không có bị cay gọi quá mức. Đây là tôm. Tôm rất là chắc, thịt ngọt, vỏ mỏng lắm. Chắc là mình tạm gác cái món này lại ha, mình chuyển qua cái gỏi đi. Đó, dĩa này là 50 ngàn. Vô. Cái nhà thấy không, con tôm này là tôm tái tái nha. Rồi chấm nước. Con tôm này đã được cắt tách tạo hình. Một quanh là cái gì quanh đó, chứ không có thật cảm như con tôm này. Này nó tái tái á, cái cảm giác cứ là vừa chín mà vừa sống sống, ăn khá là lạ. Mình chưa ăn kiểu tái tái này bao giờ, mà trước mình ăn sống sống. Mà thịt rất là tươi, cho nên hẳn các bạn không sợ không. Nguyên liệu này là gồm cái gì? Có đu đủ nè, đậu phộng, ngò gai, tôm. Tôm được mấy con? Tôm được nãy là mình mới quốc hết con rồi. Giờ mình lừa ở đây, là ở đây có 3 con nè. Dưới đây nè, 4 nè. Dạ 5. Tại cái đu đủ này á, nó dần dần sập sập, nhưng mà nó cũng có cái độ dai. Cắt đồng lắm nha. Sắp tới giờ cao điểm rồi đó. Sắp tới giờ cao điểm rồi, phải quay lẹ. Dạ bạn nào tới quay là nhớ nha. Đậu phộng ở đây rất là mới bùi. Đậu đủ này rất là thấm, nhưng mà nó có cái độ dai nữa nha, rất là đã. Nó không có phải giống như là cái gỏi của mình trộn là có nước mắm à. Cái vị của nó là nó sẽ có mặn nè, ngọt nè, chua chua nè, cái cay của ớt nữa nè. Cay cay lắm rồi đó. Cái mỏ lắc hồi là nó đã đỏ lên nè. Vô đây. Cơm lam. Cơm lam là nói chung là cũng là một đặc sản của Việt Nam mình. Nhưng mà ngoài ra thì cái món này nó cũng là của các dân tộc như là Thái Lan, Campuchia cũng có, chứ không hẳn là chỉ có Việt Nam mình không nha cả nhà. Bây giờ là múc cái này nếp, mình ăn trước đi. Rồi, vô. À. Cô nãy nói là sắp tới sẽ có xôi nữa. Dẻo quá hả? Dẻo mà nó có một cái vị thơm thơm mà ngọt. Cơm lam rất là dẻo, mềm thơm. Thử thịt kèm nha. Còn bạn nào mà đi qua Thái Lan rồi á, nếu mà các bạn ăn cái món thịt này rồi thì các bạn biết là cái món này rất là ngon. Ngon lắm bạn. Ta chưa đi bao giờ, nhà nghèo quá không bao giờ dạ. Rất là dễ ăn. Cái phần này thì nó cũng chỉ để mỡ nhiều hơn nghĩ là thịt chút xíu. Nhưng mà rất là ngon, không có bị ngấy. Mua lẻ là 15 ngàn một que. Các bạn, rồi, ok. Giờ là chúng ta đã tìm hiểu sơ rồi. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu kỹ thì để mình tìm hiểu kỹ thì mình xin phép cả nhà để mình xử hết rồi. A few moments later. Quán của cô Lan ở đây là coi như là đầu bếp Thái luôn nha cả nhà. Hồi nãy cái cô áo đen là cả nhà quay là cô đó người Thái luôn. Thì tất cả những hương vị ở đây, khi như các bạn ai mà ăn lẩu Thái thì các bạn biết rồi, hương vị của người Thái Lan là thiên về chua và cay. Nhưng mà nãy giờ mình ăn ở đây thì cái vị chua vị cay này rất là dễ ăn. Là lưu ý, bạn nào mà ăn cay không tốt thì các bạn kêu làm ít cay thôi. Nãy mình kêu làm cũng ăn cũng cay lắm đó, cho nên các bạn cứ kêu ít là càng ít càng tốt. Bỏ những bỏ chua bỏ rồi. Thôi, lẹ 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 rồi. Và một phần thịt cái xiên que nãy là chị ăn thêm là 15 ngàn. Còn một các bạn kêu một phần đó là khoảng 35 ngàn một phần.
Tất cả các nguyên liệu ở đây khá là tươi và chất lượng. Thì quán sẽ mở cửa từ 2 giờ chiều bán cho tới khoảng 10 giờ tối, có thể hết sớm hơn. Địa chỉ là 95 Quỳnh Đình 2, phường 14, quận Bình Thạnh. Đi chợ Bà Chiểu lên Lê Quang Định, quẹo phải liền là các bạn sẽ thấy. Ok, như vậy là ngày hôm nay chúng ta thưởng thức một số món khá cũng là khá là ngon ha. Theo như mình đánh giá nha, cá nhân mình thôi thì mình thấy là nó có lẽ là nó ngon hơn mình gọi đi thi á. Nó đậm cái vị Thái á. Mình gọi đi thi là nó hơi ngọt chút xíu. Ở đây á, là sử dụng là đường thốt nốt, không phải sử dụng đường cát nha. Nãy mình có hỏi tìm hiểu thì sử dụng đường thốt nốt để làm những cái nước sốt như vậy để mà trộn gỏi. Ok. Hy vọng là mình những thông tin này sẽ đem đến những gọi là những cái thông tin bổ ích cho cả nhà, để cả nhà có thể suy nghĩ, có thể đến thử cái món này không. Và các bạn đến thử đi, ai mà yêu thích ẩm thực Thái Lan thì nên thử. Rồi, vậy thì bây giờ là vẫn như cũ, hy vọng là các bạn sẽ like, share cũng như là ấn nhìn nút subscribe để ủng hộ PM Food Travel phát triển hơn nữa nha cả nhà. Luôn nhớ một món ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip hấp dẫn kế bên, lộn kế tiếp. Tạm biệt khắp.